Trong lịch sử, Ai Cập đã trải qua các thời đại nối tiếp nhau, để lại nhiều di sản văn hóa, nghệ thuật và kiến trúc Hồi giáo, các sản phẩm thủ công truyền thống. Trong số những di sản đó, nghề thêu Kiskwa cho đến nay vẫn được các nghệ nhân ở đây gìn giữ và bảo tồn. Ahmed Shawki, nghệ nhân Ai Cập, đang cần mẫn thêu các sản phẩm Kiskwa, loại vải phủ đặc biệt ở Ai Cập. Đây là nghề truyền thống của gia đình ông Ahmed. Ông Ahmed đã học được kỹ năng này từ bố mình. Bố ông lại được truyền nghề từ ông nội của mình, từng là thủ lĩnh của một đoàn xe vận chuyển Kiskwa từ Ai Cập đến Mecca ở Ả Rập Xê Út trong khoảng thời gian từ năm 1923 đến 1926. Chúng tôi tự hào rằng chúng tôi vẫn đang theo đuổi nghề và cung cấp Kiskwa trong nhiều năm liên tiếp. Bố tôi học từ ông nội, con tôi học từ bố và tôi cũng đang cố gắng truyền lại cho các con của mình. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình gìn giữ nghề này. 100 năm sau, gia đình của ông Ahmed vẫn tiếp tục nghề truyền thống Kiskwa. Mặc dù kỹ thuật thêu có sự cải tiến, ông sử dụng sợi đông thay vì vàng, nhưng những sản phẩm vô cùng tinh xảo và độc đáo này vẫn luôn được ưa chuộng bởi người Hồi giáo. Đầu tiên, chúng tôi cố định tấm bìa cứng bằng chỉ, sau đó chúng tôi đặt miếng chám lên trên tấm bìa cứng để có thể cố định nó đúng cách. Cuối cùng là thêu bằng đồng và chỉ lụa, nên giá thành sẽ không cao lắm đối với khách hàng. Kiskwa, một tấm vải lụa bao phủ Kaaba, tòa nhà linh thiêng ở trung tâm của nhà thờ Hồi giáo lớn, trước cuộc hành hương Hajj hàng năm.